Hey, xin chào toàn thể anh em nhé. Mình đoán chắc rằng rất nhiều bạn đang chờ cái clip này rồi đúng không nhỉ các bạn ơi? Ok anh em nha. Thử thách mới, không phải thử thách nữa mà là gì là giây phút mới, những hồi hộp mới đang trong sự kiện X2 Legend đấy bạn ơi. Trời ơi, mình không cần Legend đâu bạn ơi, mình cần có Epic các bạn được rồi, bởi vì rất nhiều bạn nói mình là chúc anh mở ra Epic đừng ra Legend đấy. Ok, Epic nha bạn nha, không cần ra Legend nha, được chưa? Trời ơi, bỏ quệ, bỏ cái quần đeo cúp đi. À, bỏ cái quân. Ok, tiếp theo mình sẽ mở cái rừng xanh này bạn nha. Rừng xanh này mình không thích bạn nhá. Bởi vì các bạn biết tại sao không nhỉ? Cái rương gỗ bạn ạ, nó còn có kim cương nên đâm ra mình vẫn thích rương gỗ hơn nhậu nha. Ok, rương đầu được hai thẻ, rương này nào, hai ba đây, ba thẻ có epic luôn, biết chưa? Ơi ôi ôi chết rồi, ra bom mày hỏng rồi, hỏng rồi. Thẻ vàng lửa. Ôi đi xem epic gì nhỉ, mình xem đoán epic gì nhỉ nhá. Mình sẽ đoán con sò cu kinh, sò cúc kinh. Ôi giời, trượt rồi bạn ơi, trượt trượt rồi, trượt rồi. Ok, mở cái dương này xem nào. Mở. Được à. Được đấy bạn ơi, hai thẻ bạn ơi, không có ấy rồi. Đây. Ok bạn nhá, được hai thẻ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục này bạn ơi. Hai ba, có kim cương nhưng mà hai thẻ này nhá. Không biết được có dương nào của Epic nữa không ta. Ok, bây giờ đến dương vàng nhá, cái dương vàng này mong là nó sẽ vàng nghe nhá, vàng ơi. Ôi, xui thế nhở. À, lại có thẻ băng donate cho các bạn rồi. Ok, đang sự kiện X2 mà không ra laser là buồn quá, buồn lắm á. Buồn quá bạn ạ, buồn quá bạn ạ. Xét này. Ok, mình sẽ mở cái dương cuối cùng nhá nha. Xong rồi chúng ta còn qua cái ác thứ nhất của mình để mở tiếp dương anh em nhá. À, ba thẻ, ba thẻ đấy, có epic cho bạn nha. Ok, không phải bom đấy, lần này không phải bom nha bạn nha. Thẻ vàng lần này đấy, bán 8 con này luôn, rất là vip, lại có thẻ donate cho các anh em rồi, lại sờ cu kinh nhấp nhá, sờ nó lại ra hút linh hồn bạn ạ, bực mình quá. Ok, như vậy là sau cái đợt mở đầu tiên của cái act thứ ba này của mình thì mình đã thu hoạch về được hai con epic rồi nhá, không có legendary, rất là buồn. Bây giờ chúng mình sẽ mời các bạn qua cái act tiếp theo để chúng ta cùng săn legend nhá bạn nhá. Ok, let's go. Ok, các bạn sẵn sàng chưa nhá? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Tiếp tục lại mở, ok. Tiếp tục thì lại vào donate anh em ơi. Ok, mình sẽ mở cái rừng xanh rồi nha. Ui, hồi hộp quá. Hai thẻ. Ứng hai thẻ thôi, nó mà ra legend thì các bạn lại khóc khét mất chứ nhỉ, chết đấy. Một thẻ bùn nữa nha bạn nha. Ok, mình sẽ tiếp tục mở cái rừng này. Ôi. Vỗ tay. Epic thấy chưa bạn ơi, các bạn cứ để nhiều dương như mình xem nào, mợ toàn ăn epic nhiều thế nhở. Ok này, ui thẻ băng nhá bạn nhá. Epic sò cu kinh. Không, nó lại ra con fit elemander bạn ơi. Sói nhá bạn nhá, mình sẽ gọi này sói bởi vì nó nhảy như sói bạn nhá, mình sẽ gọi hay gọi là sói. Anh em có thể gọi là sói bay cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái dương open chest này. Hai thẻ vào đây không có kim cương rồi. Ok, mình mong dương này sẽ có kim cương nữa nhá. Có kim cương. Sai lầm rồi. Nó toàn ra những thẻ quái gì này ta. Ok, dương vàng nhá. Dương vàng. Dương vàng. Ui giời ơi. Lại ơi. Không có ai biết ạ. Vẫn đang thua ở cái ác thứ ba của mình nhá. Vẫn thua cái ác vừa nãy rồi, vừa nãy mở ra tận 2 epic. Lần này mới mở ra được gì bạn nhỉ? Được hạn 2 con em à, mới mở ra được một epic thôi. Ok, mình sẽ mở cái gương victory chiến thắng nhá. Open now. Ba thẻ.
ba thẻ. Ui, tượng ra legend nữa bạn ạ. Nhìn các bạn nhìn này. Ui rồi, ôi tượng ra legend nữa kìa. Tiếc quá. Pháo nhân thạch. Lại bùn thế bạn. Lại có bùn đồn nết cho anh em rồi. Sờ cú khinh. Nó lại ra con kỵ sĩ đen mới bực mình chứ bạn ạ. Ôi giời ơi, này mà nó mà ra lại dần thì xin nói bạn luôn là khóc thét luôn ạ. Nó lại không ra lại dần. Trời ơi, khổ quá. Ok, giờ chúng ta sẽ mở cái dương này nha. Xem có epic không? Epic, epic, epic. Ôi, dương này mù mắt mình luôn bạn ạ. Nó không ra epic thế là toang rồi. Ok, rất là nhiều thẻ đúng không? Lửa 29 ngọn lửa này nó không ra. Nó không ra những cái thẻ khác nhỉ, như pháo cân nông, pháo nhân thạch hay băng cho mình hoặc bùn nhỉ, để donate cho anh em. Buồn quá anh em ạ. Ok em nhá. Như vậy là cái arc này của mình làm sao nhỉ anh em nhỉ? Nó vẫn bằng cái arc vừa nãy là chỉ được 2 epic ạ. Không được 3 giá như cái dương vừa nãy mà nó ra epic các bạn. Thì ngon. Ngon quá luôn các bạn. Thì nó lại ngon. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng qua cái arc đến cái arc thứ hai mình nhá, đó chính là cái cuối cùng và mình sẽ trông chờ vào cái dương mi thi hiệu nha. Ok, let's go đi nào. And tan tan, bắt đầu nào. Trời ơi, cái arc này của mình đang ở master 2 nhá, master 3 rồi nhưng mà mình làm thử thách là nó bị tụt xuống master 2. Wow, tuyệt vời chưa bạn ơi, tuyệt vời chưa, mi thi chết. Ok, trước tiên cứ phải vào thăm clan đã bạn ơi. Chưa biết thế nào nhưng mà cứ thăm clan đã. Cứ thăm cái clan đó. Ok, bạn Khoan này sang cái clan Việt Nam 2 rồi. Việt Nam 2, đúng Việt Nam 2 thật ạ. Ok, chúng ta sẽ mở cái dương này trước nhá. Một dương, không có epic nhá. Dương đầu tiên chúng ta không có epic rồi. Ok. Ok, mình sẽ mở một cái dương này trước nhá bạn nhá. Dương gỗ cũng không có epic nha bạn nha, buồn thật đấy. Không có epic, cậu cửa được 2 thẻ. Dương này nốt nào. Dương này. Không có epic rồi bạn ơi. Mình sợ nhất cái dương này không ra legend nữa bạn. Mình thấy đau tim nhất đoạn đấy rồi, sợ nhất dương này không ra legend rồi á. Hồi hộp quá bạn ạ. Rồi, mất mạng ạ. Trời, đừng. Ôi mày gọi này nhưng mà là không ra legend cho mình, không epic luôn ạ, buồn quá. Thế rồi thì mở xong thì tí là phải đánh các bạn, đánh để lấy dương mà cài đây không là lỗ lắm. Ồ thôi đúng còn chén nịt rồi. Ồ, ok anh em nhé, dương cứ cho lưu chết nào. Thề với bạn, dương này mình rất hồi hộp luôn á. Đau tim quá, tim đập nhanh quá bạn ạ. Bây lại như này tiếp này bạn ơi. Ôi giời ạ. Nó ra đây dần thì tốt không? Ôi giời, nó ra epic dạo mana bạn ạ. Ok, như vậy arc này cũng có epic rồi. Ok thì chắc chắn là ba arc sẽ hòa nhau với epic nhậm nhá. Arc này mình mở được một epic rồi, dương này thì chắc chắn là có epic rồi. Bây giờ không biết là có ra legend không nhưng mà mình sẽ tin tưởng ra legend nhá. Thề bạn luôn, tim mình đập nhanh quá, hồi hộp quá. Cứ từ từ nhậm nhá. Mở Vỗ tay các bạn ơi. Ôi vỗ tay nào các bạn, thấy gì chưa? Hot team các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ ra dương vàng, giải cái áp lực, mọi áp lực của mình đã được giải tỏa nhá bạn nhá. 128 tại Linda Fight, sao nó không ra thẻ pháo quan nông và pháo nhân thạch cho mình nhờ. Epic 2 mấy thẻ đây, 21 thẻ. Ui ngon không bạn ơi, vèo một phát lên luôn level 5 nhá bạn nhá. Legend đây. Dòng. Mình tưởng là được con mới mà, nhưng mà lại không được con mới rồi. Nhưng mà không sao nhá bạn nhá. Thế này là được rồi. Có dòng level 2 rồi bạn ơi. Ok. Legend ok, mình sẽ nâng cấp con dòng này nhá bạn nhá. Dòng này Dragon level 2. Ngon chưa anh em? Như vậy là sát thương đã được nâng lên đáng kể em nha. Con kỵ sĩ nữa. Con kỵ sĩ này rất cần nâng cấp nhá.
Bởi vì ở những cái nhiệm vụ không mana á, anh em cần làm sao để cần phải mạnh nhỏ nhá, 8.000 xu ạ. Đắt thế. Ok, mình sẽ nâng vào nhỏ nhá, 8.000 xu đầu tư luôn, bỏ qua. Nào bạn ơi. Ui ôi, các bạn xem sát thương nào. 5590 nhá. Ồ rồi, nó chém cực kỳ đau luôn. Cái loại rồng level 2 này mà solo tỷ đề thì mình xin nói bạn, loại rồng này không có cửa với con kỵ sĩ level 5 này các bạn nhá. Nếu mà đứng từ xa thì khả năng là mình nghĩ là con khả năng rồng vẫn còn thua các bạn ạ. Ok thì sau hành trình mở ba ác thì mình cũng đã có legendary rồi nhá. Nhưng mà không được con nào mướm ạ. Thôi được con rồng để cho lên level 2 làm sao nhỉ. Cho nó hoành tráng tí là được rồi. Yeah. Clip mở dương của mình xin tạm dừng tại đây anh em nhá. Nếu anh em thấy clip mình hay thì cho mình một like, một subscribe, chia sẻ giúp mình nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp anh em clip tiếp theo. Bye bye.